Chị Kim xin chào tất cả các em. Các em ơi, các em có còn nhớ không? Hồi ngày mùng 1 tháng 6 vừa rồi thì chị Gà Chua có hai video lận đó. Video đầu tiên là video chị Gà Chua đến làng trẻ SOS để phát quà cho các bạn nhân ngày mùng 1 tháng 6. Video thứ hai là video mà chị Gà Chua tham dự sự kiện của Bibomoco Shop tổ chức lần đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở hôm đó các em chị tới khá là muộn. Chị cứ tưởng là những slam đẹp đã bị mua hết trơn rồi. Nhưng mà không ngờ lúc chị tới thì vẫn còn lại rất là nhiều. Và chị đã hốt được như thế này đây. Và hôm đó đó các em, có một điều rất là đặc biệt. Chị Cà Chua đã mua được cái combo nàng bạch tuyết và bảy chú lùn này các em. Bạn Bibomico Shop nói là combo này chỉ có 4 bộ thôi. Ba bạn khác đã mua 3 bộ rồi. Còn bộ cuối cùng, chị Cà Chua rất là may mắn. Còn lại bộ cuối cùng, thế là chị đã hết về nhà luôn. Và lúc về nhà thì chị về bên nhà cũ trước. Vì vậy là vô tình chị Cà Chua đã để quên những slam này ở trong phòng của chị bên nhà cũ. Và sau hơn 3 tuần chị Cà Chua mới giật mình nhớ lại là trời ơi, mình chưa có review những cái slam mua ở sự kiện, những slam rất là đẹp mà mình chưa review, tiếc quá. Vì vậy chị đã ngay lập tức chị về nhà chị kiếm. Lúc mà trong tưởng tượng của chị á các em, chị nghĩ thôi chắc là tiêu rồi, chắc là hơn 3 tuần nó hơi mất tiêu rồi. Nhưng mà thật là không ngờ các em, rất là kỳ diệu nha. Các em xem nè, đó, những hũ slam này nhìn bên ngoài nó không khác gì lúc mà chị Cà Chua mới mua luôn á. Không biết là lúc mà mình chơi nó còn đã giống như lúc mới mua không ha. Vì vậy Kim ơi, nhớ theo dõi hết video này nha, để xem là những loại slam mà chị Cà Chua bỏ quên sau hơn 3 tuần nó còn chơi, nó còn đã như lúc ban đầu không nhé. Chứ nhìn bên ngoài là nó vẫn như lúc đầu đó các em ạ. Và trước khi chơi thử những loại slam dễ thương này thì các em nhớ tặng cho chị Cà Chua một like nha. Bạn nào chưa đăng ký thì nhanh tay bấm vào nút đăng ký. Và nếu có thể thì các em hãy giúp chị Cà Chua chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem cho vui. Nào, mình cùng chơi thử thôi. Ta-da, đây là hũ slam đầu tiên. Bibomico Shop thì nổi tiếng với slam trong đúng không các em? Hũ slam này thì chị mua với giá 85.000. Bên trong thì có những cái kim tuyến màu bạc lấp lánh. Bên dưới đáy còn có rất là nhiều kim tuyến khác nhau. Rồi, mình mở ra coi. Wow, trong suốt này các em. Wow, đã quá à. Trong ơi là trong luôn đó. Wow, chị cứ tưởng tượng là nó sẽ dính tay, ai ngờ nó không dính một tí nào này các em. Wow, đã quá à. Một cái cảm giác rất là dẻo, dai, mềm, mịn. Và đặc biệt nó rất là trong suốt nha. Vác thử xem. Nó y như là một cái kẹo mạch nha vậy đó các em. Bóp rất là đã luôn. Một bầu trời lấp lánh ha. Tiếp theo chỉ có một cái hũ giữa màu vàng và màu đỏ. Có thêm một cái charm cũng màu, một nửa màu vàng và một nửa màu đỏ. Đây không biết là loại slam gì ha. Ý. Yeah, đây là Cloud Slam. Đây giống như là trong que diêm vậy đó các em. Bây giờ mình sẽ kéo nhé. Trộn màu nè. Wow, các em thấy màu được trộn vào với nhau nhìn rất là đẹp đúng không? Wow, cái này rơi cũng rất là đã luôn. Yeah, lúc mà mình scroll lại thì nó đã có một cái màu đỏ nhạt đó các em ạ. Và tiếp theo như ở đây thì chị thấy cái hũ này là một nửa soft và một nửa basic. Bạn ấy phối màu nhìn rất là xinh luôn. Chị rất là thích cái màu xanh này. Lớp xốp bên trên rất là giòn này các em. Lúc mà mình lấy ra nhìn nó đẹp quá ha. Các em ơi, lúc mà lấy ra chị cứ nghĩ là cái slam basic bên dưới nó chảy mất tiêu rồi. Nhưng mà không ngờ nó vẫn cứng chứ nó không có chảy nhé.
Rất là đã tay, cái xốp này kêu rất là giòn ơi là giòn. Wow. Slam này đúng là 10 trên 10 luôn đó các em. Kế đến chị đang cầm trên tay một em slam trong nữa. Bên trong thì có bốn cái trom to nhỏ khác nhau đó các em ạ. Nhìn rất là xinh luôn ha. Bên này thì có trom giống như cục đá nè. Đây là giống như là một em gì á, em thú gì á. Còn đây là một cô gái. Còn đây là một cây nấm. Bên trên còn có những hạt số màu trắng nữa. Wow, tiếng rất là to, rất là đã tai, rất là giòn luôn rồi các em. Kế đến trên tay chị đang cầm một em Cloud Slam có màu xanh. Bên trên thì có thêm một ít kim tuyến lấp lánh này các em. Một cái cảm giác nè, vừa mềm vừa mịn tay lại vừa thơm nữa. Em này thì chỉ có duy nhất một cái màu pastel như thế này, rất là mát mắt luôn. Tiếp theo là chị Cà Chua có một em fishbowl tí hon. Cũng không tí hon lắm đâu các em ạ. Ý là cái này là size nhỏ đó. Là fishbowl màu xanh lá cây kết hợp với slam trong suốt. Wow, lúc lấy ra nè các em. Cái màu này thật là đẹp đúng không? Bên trong này có một cái charm bò. Yeah, bò sữa. Wow, bóp rất đã tay. Cái fishbowl này có đặc điểm là mình bóp á, cái tiếng giòn rất là đã tay luôn. Nó còn giòn hơn là cả những cái hạt xốp nữa đó các em. Ta-da! Và cuối cùng chúng ta có cái combo này, combo đặc biệt nhất ngày hôm nay của chúng ta. Ở trong này thì có 8 hũ slam nhỏ nha các em. Được gói rất là xinh luôn. Wow, lúc mở ra y như là một gói quà. Nói chung là chị Cà Chua rất là thích cái combo này. 2 này, 4, 6 và 8. 8 em này thì có 8 màu khác nhau nha các em. Màu đỏ, màu cam, màu xanh nước biển, màu vàng, màu tím, màu hồng, màu trắng và màu xanh lá cây. Bây giờ màu nào chị cũng thích, thấy màu nào cũng xinh. Bây giờ mình biết chơi thử màu nào trước ta, hay là chị sẽ mở ra cùng một lượt nhé. Ôi các em ơi, đẹp quá. Các em có thấy đẹp không? Nếu đẹp thì nhớ tặng cho chị một like nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem những cái charm. Đây là charm nàng bạch tuyết. Yeah, nàng bạch tuyết ở trong cái slam màu trắng, có trang trí bởi những cái kim tuyến bạc lấp lánh nữa. Tiếp theo là những trăm chú lùn nha. Ở đây thì 7 chú lùn với 7 hình dáng khác nhau luôn đó các em. Đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chơi thử cái nào trước đây. Chị thấy cái nào cũng đẹp hết. Chị sẽ chơi thử cái màu cam này trước nhá. Trong ơi là trong, đã ơi là đã luôn. Wow, trong chú lùn này nè các em. Chú đang cầm một cây đèn đó, giống như là các chú đang đi làm việc á. Về trời tối nên là phải cầm một cái đèn để soi đường.
Tự nhiên chơi xong những loại slime của Bibo Miko Shop, chị Cà Chua tự nhiên đâm ra nghiện cái slime trong các em. Tại vì nó quá đã luôn á. Ta ta, đây tiếp theo là một em chú luôn nữa. Wow, màu đẹp ơi là đẹp luôn. Chú lùn tiếp theo là một chú lùn đứng trong một em slime màu hồng. Rất là điệu luôn ha. Nhìn rất là nữ tính. Tiếp theo là nàng bạch tuyết này các em. Em này là trong suốt nhất luôn. Chị nghĩ slime trong suốt này rất hợp với nàng bạch tuyết luôn. Tại vì nàng bạch tuyết là một cô bé rất là trong sáng và thánh thiện, rất là có lòng nhân ái đúng không các em? Chị chưa từng được chơi cái loại slime nào mà trong suốt như loại này. Và bốn em trong số còn lại màu vàng, màu xanh lá cây, màu tím và màu đỏ thì cái chất thì nó cũng y hệt giống như những em hồi nãy tới giờ thôi, chỉ có khác nhau ở cái chom này các em. Những cái chom rất là xinh ha. Rồi chị em chưa sẽ để lại đây nhá. Mình để dành. Xinh ơi là xinh. Những hộp mà chị đã chơi xong này các em thì chị nghĩ là để sau vài ngày nó cũng sẽ trong suốt trở lại giống y hệt như ban đầu, như là như thế này. Đó, rất là hay luôn, rất là đẹp luôn. Yes! Vậy là chị Cà Chua đã vừa cho các em xem những cái loại slime đến từ Bibo Miko Shop. Wow, rất là đã đúng không? Mùi thì thơm nha, chơi đã tay này, màu sắc rất là đẹp này, chất rất là đã luôn. Các em ơi, vậy là sau hơn 3 tuần bỏ quên thì chất lượng slime vẫn không hề thay đổi. Điều này là một điều vô cùng kỳ diệu. Và chị Cà Chua cảm thấy rất là hứng thú. Hy vọng sau này chị Cà Chua sẽ mua được nhiều loại slime đẹp từ Bibo Miko Shop để review cho chúng ta cùng xem nha. Rồi, trong những cái loại slime này đó, các em thấy ấn tượng và thích loại slime nào nhất thì nhớ để lại dưới bình luận cho chị nhé. Chị sẽ đọc hết. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em trong video sau.